Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết cấp tướng và tá bị kỷ luật sắp lên 3 con số. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, thì sai phạm của 12 sĩ quan tại Học viện Quân y, trong đó có 3 viên tướng là lãnh đạo cao nhất của Học viện Quân y thuộc loại nghiêm trọng, không chỉ xảy ra từ lâu mà còn. Cho dù cả trên văn bản lẫn trong tuyên truyền về chính mình của Đảng Cộng sản Việt Nam, xem xét truy cứu trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu chính quyền đã được xác định rồi tái khẳng định nhiều lần là một trong những chủ trương và nỗ lực chính yếu để xây dựng chỉnh đốn đảng. Nhưng Ban Bí thư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ quyết định tước bỏ các chức vụ trong đảng của ông Đỗ Quyết, Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Quân y và ông Hoàng Văn Lương, Thiếu tướng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y, Phó Giám đốc Học viện Quân y. Đồng thời cảnh báo Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y các nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Nếu Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y phải chịu trách nhiệm về sai phạm của các ông Đỗ Quyết, Hoàng Văn Lương, những người vừa bị Ban Bí thư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định tước bỏ các chức vụ trong đảng, đồng thời phải chịu trách nhiệm về việc các ông Hồ Anh Sơn, Thượng tá, Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự thuộc Học viện Quân y, Nguyễn Văn Hiệu, Đại tá, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Trang bị Vật tư bị khai trừ khỏi đảng, các ông Nguyễn Viết Lượng, Trung tướng, Bí thư Đảng ủy kiêm Chính ủy Học viện Quân y, ông Nguyễn Tùng Linh, Đại tá, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Khoa học Quân sự, ông Ngô Anh Tuấn, Thiếu tá, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tài chính, ông Lê Trường Minh, Thiếu tá, Chi ủy viên, Trưởng ban Hóa dược của Phòng Trang bị Vật tư, cùng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cảnh cáo. Ông Phạm Nhật Quang là Đại tá, Bí thư chi bộ tổng hợp, Kế hoạch Thanh tra, Tránh Thanh tra Học viện Quân y. Chu Đức Thành là Đại tá, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Quân y, Tránh Văn phòng Học viện Quân y. Nguyễn Văn Tâm, Trung úy và Nguyễn Thành Trung, Trung úy, chi bộ Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, cùng bị Ủy ban Kiểm tra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khiển trách. Thì tại sao lại bỏ qua, không xem xét trách nhiệm của Quân ủy Trung ương, tập thể lãnh đạo và giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y? Theo Ủy ban Kiểm tra Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thì sai phạm của 12 sĩ quan tại Học viện Quân y, trong đó có 3 viên tướng là lãnh đạo cao nhất của Học viện Quân y thuộc loại nghiêm trọng, không chỉ xảy ra từ lâu mà còn kéo dài trong nhiều năm. Đó là lý do Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y nhiệm kỳ trước và nhiệm kỳ này cùng phải chịu trách nhiệm, cùng bị cảnh cáo. Vì sao Quân ủy Trung ương tập thể nắm giữ quyền lãnh đạo, giám sát toàn diện đối với tất cả các tổ chức đảng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, tiếp tục sắp đặt những người như ông Đỗ Quyết làm Phó Bí thư Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y để tiếp tục đảm nhiệm vai trò Giám đốc Học viện Quân y, nâng ông Quyết từ Thiếu tướng lên Trung tướng? Chẳng lẽ lãnh đạo giám sát mà không biết thì không cần phải chịu trách nhiệm, mà có thật là Quân ủy Trung ương không biết? Vì sao sau khi bộ xét nghiệm COVID-19 do Học viện Quân y phối hợp với Công ty Việt Á nghiên cứu sản xuất kinh doanh bùng lên thành scandal, ngày 28 tháng 12 năm 2021, đích thân ông Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị đến tham dự hội nghị Đảng ủy Học viện Quân y, thay mặt Quân ủy Trung ương long trọng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên, học viên Học viện Quân y đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ năm 2021. Trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Thậm chí chỉ một tuần trước khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng công bố kết quả kiểm tra, xác định cần xem xét kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y 2 nhiệm kỳ liên tục, vốn mới được ông Lương Cường khen nức nở. Hôm 23 tháng 2 năm 2022, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã dẫn đoàn công tác Bộ Quốc phòng đến thăm, chúc mừng Học viện Quân y nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Qua đó biểu dương đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên học viện trong năm vừa qua. Khen tặng như thế, rồi kết luận Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã công bố và Ban Bí thư vừa quyết định về Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y có khác gì tự bôi cho chát chấu vào mặt đảng. Số tướng tá và đại tá bị đảng xử lý kỷ luật trong vài năm gần đây có lẽ sắp đạt mức 3 con số. Nếu chỉ liệt kê những viên tướng đã bị kỷ luật cũng đủ mệt mỏi. Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Quốc phòng, Cựu Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình, Chính ủy Quân chủng Hải quân, Chuẩn Đô đốc Lê Văn Đạo, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Thượng tướng Phương Minh Hòa, Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, Chính ủy Quân chủng Phòng không Không quân, Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy, Tư lệnh Quân khu 9, Thiếu tướng Phan Tấn Tài, Phó Tư lệnh Quân khu 7, Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa, Cựu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế,
9 viên tướng trong Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, Thiếu tướng Trần Văn Nam, Thiếu tướng Đào Hồng Nghiệp, Thiếu tướng Lê Xuân Thanh, Thiếu tướng Lê Văn Minh, 3 viên tướng ở Học viện Quân y, Trung tướng Đỗ Quyết, Trung tướng Nguyễn Viết Lượng, Thiếu tướng Hoàng Văn Lượng. Kèm theo đó là vài chục ban thường vụ đảng ủy của đủ loại quân chủng, binh chủng, quân khu, quân đoàn, Bộ Chỉ huy Quân sự đoàn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Lẽ nào ngoài quyền lựa chọn, sắp đặt nhân sự cho tất cả các tổ chức đảng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân ủy Trung ương không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào khi nhiều tổ chức đảng trong Quân đội Nhân dân mà không ít các tổ chức đảng trên thượng tầng của quân đội đã không trong sạch, lại còn chẳng vững mạnh? Lẽ nào Quân ủy Trung ương vô can chỉ vì tập thể này có Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là Bí thư, có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là Phó Bí thư, có Chủ tịch Nhà nước và Thủ tướng là hai trong số 21 ủy viên? Những ủy viên còn lại đều là các viên tướng đang lãnh đạo quân đội, khi rõ ràng vẫn có vùng cấm, vẫn có ngoại lệ trong xem xét truy cứu trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu chính quyền, thì xây dựng chỉnh đốn đảng có khác gì cố tình lừa bịp cả đồng chí, đồng đội lẫn đồng bào? Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài viết cấp tướng và tá bị kỷ luật sắp lên 3 con số do biên tập viên Thu Phương, Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức trình bày. Quý vị và các bạn nhớ like, share và subscribe kênh của chúng tôi để đón nhận những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin G7 lên án hành động tàn bạo của Nga ở Ukraine. Hôm 7 tháng 4, các ngoại trưởng nhóm G7 lên án sự việc mà bọn họ gọi là hành động tàn bạo của các lực lượng vũ trang Nga ở Ukraine, đồng thời nói thêm rằng những người liên quan tới vụ này sẽ phải chịu trách nhiệm, theo Reuters. Anh công bố thông báo của nhóm G7 cho biết, chúng tôi, các bộ trưởng ngoại giao nhóm G7 và đại diện cấp cao của Liên hiệp châu Âu, lên án mạnh mẽ đối với các hành động tàn bạo mà lực lượng vũ trang Nga đã gây ra ở thị trấn Bucha và một số thị trấn khác của Ukraine. Cũng hôm 7 tháng 4, chính phủ Đức, một thành viên của nhóm G7, đưa ra những dấu hiệu cho thấy Nga có liên quan đến vụ sát hại dân thường ở thị trấn Bucha của Ukraine dựa trên các hình ảnh vệ tinh. Reuters dẫn một nguồn tin an ninh cho biết. Tạp chí Der Spiegel của Đức loan tin rằng cơ quan tình báo Đức đã chặn được các tin nhắn vô tuyến điện từ các nguồn tin quân sự Nga thảo luận về vụ giết hại dân thường ở Bucha. Nguồn tin cho biết đúng là chính phủ Liên bang Đức có nhận được dấu hiệu về sự xâm phạm của Nga ở Bucha. Các quan chức địa phương cho biết chỉ riêng ở Bucha có hơn 300 người đã bị quân Nga giết hại và khoảng 50 người trong số họ đã bị hành quyết. Moscow phủ nhận các cáo buộc này. Tạp chí Spiegel cho biết văn phòng tình báo Đức đã chặn được các tin nhắn vô tuyến điện và trình bày kết quả này trước Quốc hội vào hôm 6 tháng 4. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin G7 lên án hành động tàn bạo của Nga ở Ukraine do biên tập viên Thu Phương, Thời báo.de tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức trình bày. Quý vị và các bạn nhớ ấn like, share và subscribe kênh của chúng tôi để đón nhận những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin kế tiếp. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin VinFast nộp dự thảo hồ sơ niêm yết tại Hoa Kỳ. VinFast, hãng xe Việt Nam thuộc tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, vừa tiết lộ đã gửi hồ sơ đăng ký cho Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ để chào bán lần đầu ra công chúng. Mới đây, VinFast công bố dự định đặt máy ở tiểu bang North Carolina, Hoa Kỳ. Hôm 29 tháng 3, đích thân Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có dòng Twitter cũng như thông cáo trên trang web Nhà Trắng cho hay đây là dự án 4 tỷ đô la tạo ra hơn 7.000 việc làm và hàng trăm ngàn xe điện và chạy pin tại Mỹ. Ông Biden nói dự án VinFast nối tiếp các thông báo vừa qua từ GM, Ford và Siemens trở lại đầu tư ở Hoa Kỳ và tạo việc làm. Nộp dự thảo hồ sơ niêm yết tại Mỹ. Thông cáo ngắn của VinFast ngày 7 tháng 4 nói, hôm nay, công ty VinFast Trading and Investment Pte.Ltd, một công ty con được thành lập tại Singapore của tập đoàn Vingroup, công ty cổ phần, công bố đã nộp dự thảo hồ sơ niêm yết sơ bộ theo mẫu F1 lên Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ, liên quan đến việc đề cập chào bán cổ phiếu phổ thông ra công chúng. Quy mô đợt phát hành và đánh giá bán cổ phiếu vẫn chưa được xác định. Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng dự kiến sẽ diễn ra sau khi Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ hoàn tất quá trình xem xét và tùy thuộc vào thị trường và các điều kiện khác.
Thông cáo báo chí này được thực hiện theo quy tắc 135 của đạo luật chứng khoán năm 1933 của Hoa Kỳ, tức là đạo luật chứng khoán, đã được sửa đổi của Mỹ và không được coi là lời đề nghị bán, chào mua bất cứ chứng khoán nào. Mọi lời chào mời, đề nghị mua hoặc là bất kỳ giao dịch bán chứng khoán nào sẽ được thực hiện theo các yêu cầu đăng ký của đạo luật chứng khoán. Ngày 3 tháng 12 năm 2021, ông Phạm Nhật Vượng, tỷ phú giàu nhất Việt Nam, đã ký nghị quyết của Hội đồng Quản trị Vingroup. Theo đó, nhằm chuẩn bị cho việc IPO tại Hoa Kỳ, Vingroup sẽ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trong công ty VinFast cho công ty VinFast Trading and Investment Singapore. Cụ thể, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup phê duyệt việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và kinh doanh VinFast trụ sở tại khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng, Việt Nam cho công ty VinFast Trading and Investment VTE.LTD, một công ty con của tập đoàn Vingroup có trụ sở chính tại Singapore. Sau khi hoàn thành quá trình tái cấu trúc, tập đoàn Vingroup và các cổ đông hiện hữu của VinFast Việt Nam trực tiếp sở hữu 100% cổ phần của VinFast Singapore. Theo đó, gián tiếp sở hữu 99,9% VinFast Việt Nam. Công việc kinh doanh của Vingroup. Tính đến ngày 19 tháng 11 năm 2021, VinFast có vốn điều lệ xấp xỉ 50.500 tỷ đồng. Với 4 thành viên góp vốn là Vingroup 51,52%, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam 48,38%, ông Phạm Nhật Vượng 0,05% và ông Phạm Nhật Quân Anh 0,05%. Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam cũng là cổ đông lớn nhất, đang nắm giữ 33% cổ phần của Vingroup. Báo cáo của Vingroup tháng 5 năm 2021 cho biết trong năm 2020, VinFast đã bán ra 31,5 ngàn ô tô và 45,4 ngàn xe máy điện, đứng đầu về doanh số xe trong tất cả các phân khúc đang hiện diện. Cũng theo báo cáo của Vingroup năm 2021, thì trong năm 2020, doanh thu thuần đạt 110.490 tỷ đồng, giảm 15% so với năm 2019. Lợi nhuận gộp cả năm 2020 đạt 17.313 tỷ đồng, giảm 54% so với năm 2019, do hầu hết các lĩnh vực hoạt động đều bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 13.943 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 4.546 tỷ đồng, giảm lần lượt là 11% và 41% so với năm 2019. Theo báo cáo này, do Chủ tịch Phạm Nhật Vượng ký, nhìn lại năm 2020, tài sản ngắn hạn giảm 31.379 tỷ đồng, tương đương với 16% so với 31 tháng 12 năm 2019, ảnh hưởng chủ yếu bởi biến động ở chi tiêu hàng tồn kho do trong năm bàn giao nhiều tại 3 dự án Vinhome và ghi nhận doanh thu bàn giao xe VinFast tốt. Tài sản dài hạn ghi nhận mức tăng 24% so với năm 2019, đạt 256.490 tỷ đồng tại ngày 31 tháng 12 năm 2020. Trong đó, tài sản cố định tăng 17.371 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 16% do trong năm khai trương công viên chủ đề VinWonder Phú Quốc giai đoạn 1, khai trương trường đại học VinUni và 4 cơ sở VinSchool, đồng thời tăng tài sản bổ sung cho nhà máy VinFast, VinSmart. Chi phí xây dựng cơ bản sở giang tăng 19.864 tỷ đồng trong năm 2020, chủ yếu là do mua mới một số dự án bất động sản trong năm và tăng từ các dự án đang triển khai như VinWonder Phú Quốc, cải tạo hạ tầng Vinpearl Nha Trang, đầu tư dự án xe buýt điện VinFast và máy móc thiết bị, nhà xưởng, phục vụ sản xuất các mẫu xe mới. Tỷ phú giàu nhất Việt Nam. Mới đây, danh sách tỷ phú thế giới năm 2022 do tạp chí Forbes thu thập và công bố cho biết Việt Nam hiện có 7 tỷ phú, thêm một người so với năm trước. Tỷ phú Nova Group Bùi Thành Nhân lần đầu tiên được Forbes tính là tỷ phú với tài sản khoảng 2,9 tỷ đô la. Ông Phạm Nhật Vượng vẫn là tỷ phú giàu nhất Việt Nam với 6,2 tỷ đô la theo Forbes. Thứ hai là tỷ phú thép Trần Đình Long, sở hữu 3,2 tỷ đô la, tăng 1 tỷ đô so với năm ngoái. Tổng giám đốc Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo đứng thứ ba với tài sản 3,1 tỷ đô la. Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh đứng thứ 5 với 2,3 tỷ đô la. Tiếp theo là chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang với 1,9 tỷ đô la. Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương và gia đình xếp thứ 7 với 1,6 tỷ đô la. Một xếp hạng khác, Bloomberg Billionaire Index tính 500 người giàu nhất thế giới, hiện xếp ông Phạm Nhật Vượng là người Việt duy nhất trong danh sách. Theo Bloomberg tính, ông Vượng đang có 7,2 tỷ đô la, xếp thứ 347 trên thế giới. Còn theo tính toán của Forbes, ông Phạm Nhật Vượng có 6,2 tỷ đô la, đứng thứ 411 trên thế giới năm 2022. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài viết VinFast nộp dự thảo hồ sơ niêm yết tại Hoa Kỳ.
do biên tập viên Thu Phương, Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức trình bày. Quý vị và các bạn nhớ ấn like, share và subscribe kênh của chúng tôi để đón nhận những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.